Chúng ta xin chào quý vị khán giả. Bây giờ là 5 giờ 50 phút giờ Cali, có nghĩa là 1 tiếng 10 phút nữa chúng ta sẽ có buổi trực tuyến với ca sĩ Huy Cường, ông bố của bốn đứa con, người vợ đang chờ ngày trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Đây là một cái đề tài gây xôn xao ở tại hải ngoại và cũng giống như sự hiếu kỳ ở trong nước. Có nhiều thông tin liên quan, và những cái thông tin nó có những thứ nó gọi là chính thức và có những thông tin nó gọi là tam sao thất bản, thì chúng ta muốn nghe từ chủ sĩ là người bố mà hiện giờ nhiều người đang muốn nói chuyện và nói trực tuyến để cho chúng ta có thể đặt câu hỏi với lại người bố này. Dũng biết là có nhiều người quan tâm với đề tài này và họ muốn đặt câu hỏi trực tuyến. Cho nên lúc 7 giờ là 1 tiếng 10 phút nữa, giờ là 10 giờ ở Việt Nam, 7 giờ tối giờ Cali, Dũng sẽ có buổi trực tuyến với lại ca sĩ Huy Cường. Xin quý vị gửi câu hỏi vào đây, vào cái diễn đàn này, cũng giống như bên trang Facebook của Dũng Taylor. Những cái câu hỏi này sẽ được Huy Cường lần lượt trả lời. Huy Cường nói miễn thời gian cho phép, Huy Cường sẽ không tránh né một câu hỏi nào đến từ quý vị cả. Liên quan tới người vợ của anh Lý, Dũng biết chính bản thân Dũng cũng có nhiều câu hỏi, và những câu hỏi đó ngày hôm nay chúng ta sẽ được chính chủ thức là ca sĩ Huy Cường, là ông bố của bốn đứa con. Đứa lớn nhất là 11 tuổi và vợ anh, và chúng ta cũng biết mấy ngày hôm nay xôn xao ở dư luận là vợ anh đang bị tạm giam tại một cái trại, nó gọi là Processing Center, là trại đang để mà duyệt hồ sơ trục xuất ở thành phố Adelanto, Victorville, cách miền Nam Cali, khoảng chừng cách quận Cam khoảng chừng 1.5 tiếng lái xe, khoảng chừng 150 cây số ở về hướng Bắc. Ở đây là một cái khu rất là sa mạc, hoang vắng. Thì chúng cũng sẽ gửi đến cho quý vị những hình ảnh từ cái trại giam đó. Ở đây nghe nói là có 10 người Việt Nam đang bị giam tại đây, đang chờ trục xuất, chứ không phải vợ của ca sĩ Huy Cường là người duy nhất. Có nghĩa là cho thấy là đây là một cái tình trạng đang xảy ra với nhiều người. Nhưng nó gây cái sự ồn ào là tại vì ca sĩ Huy Cường là người nổi tiếng. Và mấy ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có nhiều diễn đàn đang kêu gọi gây quỹ, đóng góp, và nó có những cái thông tin trái chiều là ca sĩ Huy Cường và vợ là một cái người giàu có, tài sản, thì tại sao phải quyên góp? Hoặc là có nhiều người là trách Huy Cường nhiều hơn là chia sẻ. Cho nên thành ra Dũng muốn chính Huy Cường, Dũng muốn dùng cái diễn đàn của Dũng Taylor TV để cho Huy Cường trả lời và những thắc mắc của khán giả, và để cho quý vị đánh giá, hoặc là quý vị có thể rút ra những cái kinh nghiệm từ người cha này. Và Dũng cũng thường nói, Dũng tin là trước khi chúng ta kết án người nào, chúng ta phải giá chót cho họ một cái cơ hội để họ trả lời. Nó gọi là give people the benefit of the doubt, có nghĩa là cho người ta một cái cơ hội để họ giải thích, họ trả lời, dù cho cái câu trả lời của họ có thích hợp với mình hay không, mình có thỏa mãn mình hay không là một chuyện khác. Nhưng giá chót mình đã cho bản thân mình và mình cho họ một cơ hội, và sau đó chúng ta hãy tự phán xét dựa vào đó. Và chúng ta phán xét thì chúng ta dựa vào bằng chứng cụ thể. Cho nên chúng ta không nên dựa vào những người khác nói hoặc là thông tin của người khác đưa lên, nhất là trong cái thời buổi tam sao thất bản này. Thông tin nó có thể thêu dệt bất cứ một cái gì, một cái hình nó có thể photoshop, một cái giấy tờ gì nó cũng vậy hết. Cho nên chúng ta phải nghe trực tiếp từ cái người đó họ trả lời. Dĩ nhiên khi họ trả lời mình thì những cái lời nói của họ, tuy là sau này nếu mà họ bị truy tố thì hoặc là có những cái bằng chứng sau này đưa ra cụ thể, thì nó như là cái đinh đóng cột họ luôn. Có nghĩa là anh đã từng trả lời như thế này, bây giờ có bằng chứng như vậy thì anh trả lời như thế nào? Thì cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta có thể là, dĩ nhiên chúng ta không có tư cách là tòa án, chúng ta không ai đủ tư cách để phán xét người khác. Nhưng cái hiện giờ là khi chúng ta đưa một cái đề tài, nhất là liên quan tới gia đình chúng ta, lên cái mạng xã hội, thì chúng ta một phần nào đã chờ cái sự phán xét của tòa án xã hội. Chúng ta không thể nào muốn đường này mà tránh được mặt kia. Khi chúng ta đưa, nếu mà cái câu chuyện riêng của chúng ta, đèn nhà ai nấy sáng, thì nó khác. Còn khi chúng ta đưa lên kêu gọi đóng góp, kêu gọi chia sẻ, thì một phần nào chúng ta đã đem cái câu chuyện của gia đình chúng ta ra trên mạng xã hội. Và tòa án của mạng xã hội tuy là đông, nhưng mà thật sự là không phải luôn luôn tìm được sự chia sẻ. Thì trước khi tòa án xã hội kết án thì Dũng chỉ nói là quý vị hãy một lần lắng nghe, thì trong vòng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ có cơ hội nghe chuyện, nghe trực tiếp từ người chủ thớt,
người cha mà mấy ngày hôm nay đang gây cái sự xôn xao trong dư luận, vợ của anh đang bị ngày 13 tháng 10 đã bị cảnh sát, nó gọi là bên immigration là cảnh sát ở bên sở di trú và bên quốc phòng biên giới, nó gọi là ICE, gọi tắt là immigration and custom enforcer. Thì chúng ta sẽ nghe từ anh nha. Quý vị đặt câu hỏi tại đây, hoặc là quý vị có trang nhà của Dũng Taylor trang Facebook thì quý vị có thể đặt câu hỏi từ đó. Để chi? Để những cái câu hỏi này Huy Cường sẽ lần lượt trả lời trước. Thì khi chúng ta làm trực tuyến, đôi khi chúng ta không đủ thời gian để trả lời những câu hỏi dồn dập đến. Cho nên những người nào mà hỏi câu hỏi trước, đặt trước thì sẽ được ưu tiên, sẽ được Dũng và ở bên ca sĩ Huy Cường sẽ trả lời cho quý vị. Quý vị cũng biết rồi, cái tánh của Huy Cường thì chắc mấy ngày hôm nay quý vị cũng nghe anh nói chuyện rất là điềm đạm, rất là bình tĩnh, rất là từ tốn. Cho nên thành ra là Dũng nghĩ là khi mà Huy Cường nói rằng Huy Cường sẽ trả lời những thắc mắc của khán giả thì Dũng nghĩ là Huy Cường sẽ không tránh né. Hoặc là cái vai trò của Dũng ngồi đó với tính cách là người phỏng vấn thì Dũng cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi của bản thân Dũng mà Dũng nghĩ là chính người nhiều phần lớn người độc giả cũng muốn biết. Cho nên một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ theo dõi tại đây nha. Quý vị đăng ký và quý vị nhớ chia sẻ, nhấn chuông thì khi mà có cái giờ xuất hiện lên, quý vị là những người đầu tiên sẽ không bỏ qua đề tài nóng hổi này. Một tiếng đồng hồ nữa là 7 giờ ở Cali, là 10 giờ sáng ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ có một buổi trực tuyến với lại ca sĩ Huy Cường, ông bố của bốn đứa con, mà hiện giờ người vợ sau 17 năm ở Mỹ đang bị tạm giam để mà ở một cái trại tạm giam để chờ ngày trục xuất về Việt Nam. Chúng ta hãy xem, rút kinh nghiệm từ đó và chúng ta có thể chia sẻ với những người khác. Xin chào quý vị. Quý vị nhớ nha, đặt câu hỏi tại đây và Dũng sẽ gửi đến những câu hỏi đó cho ca sĩ Huy Cường và sẽ ngồi đó, lúc đó Dũng cũng sẽ cùng với Huy Cường để trả lời những thắc mắc của quý vị. Rồi, hẹn quý vị ở đây nhé, nhớ đặt câu hỏi cho quý vị nhé.